Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 10, 2019. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách phòng trị bệnh trên cây hoa sen. Do mấy tuần trước mình có đăng một cái video về cách trồng hoa sen rồi và mọi người thắc mắc rất là nhiều. Nhưng nội dung chính mọi người thắc mắc đó là làm sao mà để trị được cái bệnh bị thối lá sen và cái lá sen nó bị đốm giống như trường hợp mình đang quay đây. Trước tiên thì mình sẽ nói về nguyên nhân bị bệnh. Có rất nhiều nguyên nhân. Mình sẽ nói sơ về một vài nguyên nhân chính. Thứ nhất là do thiếu ánh sáng. Cái chỗ cây sen này nó rất là cần ánh sáng luôn. Nó phải có ánh nắng thì nó mới phát triển tốt được. Ít nhất thì một ngày cũng phải có khoảng 6 tiếng có ánh nắng thì cây mới phát triển tốt. Không thì rất dễ bị bệnh. Nguyên nhân thứ hai là do mưa quá nhiều. Giống như trường hợp của mình đây chính là do mưa quá nhiều. Vì mình ở Tây Nguyên thì đang là mùa mưa. Nó có thể mưa liên tục cả tháng, mấy tháng trời luôn thì cây sen nó bị bệnh là chuyện bình thường. Nguyên nhân thứ ba là do thời tiết quá nóng thì cây sen cũng dễ bị bệnh. Tại vì nhiệt độ cao thì vi khuẩn nấm mốc phát triển nhanh hơn ấy, cũng dễ bị bệnh. Hoặc là do mưa nắng thất thường, là cứ mưa với nắng xen kẽ nhau thì cây cũng dễ bị bệnh. Thì bệnh trên cây sen nó có hai dạng chính là bệnh thối lá và bệnh thối rễ. Chúng ta chỉ cần nhổ cây sen lên là biết nó nằm trong trường hợp nào thôi. Lá thì nhìn thấy ngay trên mặt nước rồi. Bệnh thối lá thì dễ xử lý hơn. Chúng ta chỉ cần thay nước và ngắt bỏ những cái lá bệnh và cây sen nó sẽ tự hồi phục trở lại liền. Còn bệnh mà thối rễ ấy, thì chúng ta phải thay nước và thay bùn luôn. Và đặc biệt là cây sen nó phải, cái rễ nó phải được dìm xuống bùn nha. Giống như mình so sánh đây là hai cái rễ. Cái rễ màu trắng trắng nhìn mướt mướt ấy, đó là cái rễ mà nó đã được cắm xuống bùn rồi. Còn cái rễ mà nó bị nổi trên mặt nước, nó không xuống bùn được ấy, thì nó không có phát triển được đâu. Và dần dần nó cũng sẽ bị hư thôi. Nên chúng ta đặc biệt là phải khi mà nó đã ra rễ ra ngó rồi thì phải dâm nó xuống bùn nha. Vậy là mình đã trình bày xong các nguyên nhân mà sen bị bệnh, chủ yếu là bị cái đốm lá, thối lá và thối rễ thôi. Mọi người xem sen của mình nằm trong trường hợp nào thì xử lý nha. Còn trường hợp sen của mình là nó không bị thối rễ mà nó chỉ bị thối lá thôi thì mình chỉ việc thay nước là xong rồi. Ai mà bị thối rễ thì thay cả bùn, thay nước, thay tất cả luôn. Thế là xong. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cách mà mình thay nước cho cái chậu sen này nha. Mọi người chú ý là khi mình thay nước ấy, mình đừng có cho nước đầy thau như ban đầu. Bởi vì sen mình còn bé mà nên khi mình thay ấy là mình chỉ cho nước vào khoảng một nửa cái thau này thôi. Sau đó là mình cố gắng mình trồng những cái cây sen nó xuống bùn ấy, đừng có để cho rễ nó bị nổi lên mặt nước. Sau khi mà đã trồng mấy cây sen xuống nước xong xuôi rồi ấy, thì chờ mấy ngày sau khi mà nước nó bắt đầu trong trở lại rồi và chúng ta đã nhìn thấy là không còn cái rễ nào mà bị lồi lên trên mặt nước nữa thì chúng ta hẳn cho nước vào đầy cái thau này. Và trong giai đoạn này thì chúng ta không nên bón phân cho cây bởi vì cây đang bị bệnh mà. Cái việc quan trọng chính là nuôi cho cái cây nó sống trước đã, còn chuyện bón phân thì tính sau nha. Thực ra cái bệnh này dễ bị nhưng mà cũng dễ trị lắm, không có cần thuốc gì đâu. Đó, cứ chỉ cần làm như mình là thay nước rồi vặt bỏ những cái lá bệnh như vậy là xong rồi. Những cái lá mà nó mới ra sau ấy, nếu như mà thời tiết thuận lợi thì nó sẽ không bị bệnh lại nữa đâu. Còn thời tiết mà vẫn cứ tiếp tục mưa hoặc là không thuận lợi thì mình bó tay thôi, có dùng thuốc cũng không hết được. Đây là cái chậu sen mà mình đã thay nước cho nó được gần một tuần rồi. Nó đã bắt đầu ra lá mới và lá mới đã không còn bị bệnh nữa. Chúc các bạn trị bệnh thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.